Mới sửa hôm qua, hôm nãy nó hư rồi. Làm ăn kiểu gì vậy? Hư rồi, thôi để con sửa lại cho. Còn gì nữa? Thôi đi. Chú làm gì tao? Chú làm gì kỳ vậy? Làm ăn kiểu lừa gạt à? Tụi nó khỏi sửa nữa. Ông đem, ông đi đi. Khỏi sửa còn làm vậy. Sao? Thấy người ta nhượng bộ làm tới hả? Ông ở đó có gì vậy? Tụi nó ăn hiếp người ta đó. Để ăn, để ăn. Theo đạo lý ở đời đó, gặp chuyện bất bình phải ra tay tương trợ. Nhưng một cái thực tế của cuộc sống cho chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái hệ quả đáng tiếc và những cái diễn biến quá xấu của cái việc đó là tôi ra tay, tôi giúp đỡ, tôi can thiệp, cái tự dưng cái họa từ trên trời rớt xuống. Đình Toàn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Khách mời của chúng ta hôm nay, tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Xin chào anh Đình Toàn và chào quý vị khán giả. Toàn muốn mời Tô Nha và quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Trời. Lên, trời ơi. Trời gì? Trời gì? Đây nè, bả qua nè, ông Tám. Dạo này ông còn chạy bộ buổi sáng vậy? Còn chứ, 4:30 sáng tôi đã dậy chạy thường xuyên rồi. Vậy hả? Hay quá ha. Vậy sáng mai có gì ông có chạy ông nhớ kêu tôi nha. Mà chân ông đau làm sao tập thể dục được? Chân tôi hết đau hổng rài rồi. Tôi cũng muốn chạy cho nó thoải mái cái chân chút. Với lại ở nhà riết cái chân tôi nó muốn cống luôn à. Nếu chân hết đau rồi ngày mai tôi đi ngang qua rủ ông đi luôn. Ừ, vậy nha, nhớ chạy nhớ kêu tôi. Ừ. Nè, 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 ông không chạy rồi tôi ăn luôn ông này cho ông biết á. Nè, nè, nè. Đi đi. Đó. Lên pháp. Bảo hả? Quạt hư, nồi điện hư, đồ điện hư, sửa đây. Quạt hư, nồi điện hư, đồ điện hư, sửa đây. Quạt hư, nồi điện hư, đồ điện hư, sửa đồ đi. Ông chờ tôi một lát. Tôi chạy qua nhà lấy cái quạt á, để đi sửa. À vậy nha, chút tôi quay lại. À, vậy bạn cờ tôi giữ nguyên nha. Giữ nguyên đi. Ừ ừ, vậy nha. Vậy nha. Rồi rồi rồi, tôi chờ ông. Đi theo tôi. Dạ. Ủa? Mới sửa hôm qua nãy nó hư rồi. Làm mang cái kiểu gì kìa. Thằng đó gặp tôi là chết với tôi á. Ông có coi kỹ lại chưa? Tôi coi kỹ lại lắm rồi, 2-3 lần luôn á. Cái quạt ông cũng tôi thấy cũ rồi, không ấy bỏ đi, mua cái quạt mới xài. Sửa hoài cái tiền còn mắc hơn mua quạt mới. Trời ơi, hư mới sửa. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó ông ơi. Trời ơi, đồ điện giờ nó bán đầy ông ơi, rẻ rê à. Thôi bớt nóng, rót miếng nước uống đi. Rồi đánh cờ tôi. Mà sao hôm nay xách cái quạt ra làm gì? Tôi canh me á nè. Dạ hả? Lắp đi ngang hả? Tốt cái đầu lại đó. Bực bội lắm rồi. Rồi. Ông đánh trước đi. Này trời nước mới ha. Xỉ lên ha. Đó. Tượng nè. Rồi. Nè, tôi ngựa lên nè. Đó. Rồi. Ê, sửa đồ đi. Trả chút đi. Quạt hư, nồi điện hư, đồ điện hư, sửa đây. Dạ chú. Dạ chút. Bị sao vậy chú? Mới sửa hôm qua, hôm nãy nó hư rồi. Làm ăn kiểu gì vậy? Hư rồi. Thôi để con sửa lại cho. Còn gì nữa? Thôi không đi. Chú làm gì tao? Chú làm gì kỳ vậy? Làm ăn kiểu lừa gạt à? Con nói để con sửa lại cho. Chú làm chú đá cái quạt vậy? Mà cái quạt nó sửa không được thì nó sửa lại cho ông. Đợi hơi nó đem vô cho mình. Vô làm cho tôi bàn cờ đi. Coi sửa lại cho ông đi. Thôi đi. Không biết cái gì mà nói. Đồ của tôi á, đâu phải đồ của ông đâu mà ông tức. Tôi nói ông nghe. Cái quạt nó nói là nó sửa không được thì nó sửa lại cho ông. Cái chuyện nhỏ ông xé to chứ vậy. Ông cần điện nào đi. Biết cái gì mà nói. Ông Bình đó hả? Bình để nói chi tiền công hay sao? Ông ăn nói cho đàng hoàng nha. Tôi nói chuyện ông rất đàng hoàng. Hay là ông muốn kiếm chuyện với thằng này phải không? Thôi. Thôi hai chú ơi, con xin lỗi, này lỗi của con. Để con sửa lại cho. Biển cái biểu lại đi. Chưa lượt mày nói đâu. Còn tao với mày nữa, chưa có xong.
tụi nó khỏi sửa nữa, ông đem ông đi đi, khỏi sửa còn làm gì không? Sao thấy người ta nhượng bộ làm tới hả? Ông mới nói cái gì vậy? Tôi nói ăn băng hiếp người ta đó. Ông nói đi xem. Tôi nói ăn băng hiếp người ta đó. Đi ăn chạy. Thôi chú ơi, con xin hai chú á. Bỏ ra coi. Chú ơi, chú đi vô đi. Con xin chú, chú đi vô để con sửa lại là xong mà. Còn á, mày nhớ nha, mày nhớ nha, nhớ đánh ta nha. Chú đi vô. Chú. Để, dạ để con sửa lại. Thôi sửa, trả lại cho tao đi. Có mấy chục ngàn mà chú làm dữ vậy, con xin lỗi. Mấy chục ngàn phải tiền hả? Alo, Tâm hả Tâm? Con đang ở đâu vậy? Về gấp cho ba. Mình trả 8 cho mới quýnh ba kìa. Để lên, về đây. Cái chuyện gì vậy ba? Trả 8 cho mới quýnh ba nè. 8 nào? Trả 8 ba con bạn mày đó. Mà sao cho quýnh ba? Thì đó gì đâu, mình trả kêu thợ điện sửa cái quạt. Rồi trả ăn hiếp thợ điện, ba thấy bất bình quá, ba ra ba can. Rồi trả kiếm chuyện ba, trả nói này nói nọ. Cho xô ba, cho đánh ra nè, cái tay ba chạy hết trơn trội nè. Cha già này. Ê, đâu gấp vậy mày? Ông già mày có bệnh không? Có, ông bệnh á. Chi vậy? Làm gì mặt cọc vậy trời? Ở đây chúng ta thấy có một cái mối quan hệ nó quá lằng nhằng ở trong câu chuyện này. Trước tiên là câu chuyện của hai người cha, rồi tới người con đi qua hỏi người cha, nhưng gặp một người con của một người cha khác, rồi hai người con xảy ra câu chuyện. Anh biết cái cảm tưởng đầu tiên khi em coi xong cái câu chuyện này là gì không? Tự nhiên em nhìn thấy ở đó là một cái gọi là một cái sự liên quan, một cái sự thuyết phục về cái gọi là giáo dục gia đình đó anh Toàn. Yeah. Có nghĩa là cha nào con nấy là nó có trong câu chuyện này. Một cái người cha không có làm chủ cảm xúc, không có bình tĩnh để giải quyết một cái sai lầm của một người thợ thì sẽ dẫn đến một cái người con mà đôi khi nhìn mọi chuyện nó cũng rất là hời hợt. Thực ra ví dụ mình gặp một cái anh chàng mà tới mà hỏi ba mày đâu, với một cái vẻ mặt rất rất cọc, rất cục xúc nha. Đôi khi mình cũng phải chuyện gì ta, là mình phải âm thầm, mình phải đi theo, chứ không phải là mình thêm một cái câu để nó kích động. Rồi một cái người cha mà gọi là góp ý cho hàng xóm mà lại góp ý theo cái kiểu để người ta đang trong cơn tức giận người ta lại tuôn trào ra, thì cũng sẽ đương nhiên là dẫn đến một cái ông con mà không có hiểu đầu cua tai nheo gì hết, là cứ bay về và khiêu chiến như vậy. Thì nó cũng không quá khó để chúng ta lý giải là ủa tại sao câu chuyện nó rất đơn giản mà bây giờ nó ra một cái kết cục rất là tang thương như thế này. Đó, thường là cái tâm lý anh nghĩ là nóng vội khi mình thấy người thân mình bị xúc phạm. Đó, có rất nhiều chuyện là mình đang ở xa mà mình chỉ nghe ê bây giờ nó tới nhà nó kiếm chuyện kìa, là mình
A thần phù. Thật ra cái từ mà anh Toàn thấy người miền Nam mình dùng là A thần phù, là bất thình lình, là tự nhiên từ trên trời rớt xuống. Mà đặc biệt là gì? Là rất hồi hộp. Dạ, và không cần biết nguyên nhân đầu cua tai nheo như là mình thấy cái bước vô chứ là mày ha, mày kiếm chuyện, và mình bụp liền. Đúng. Và đôi khi á mình bụp lộn cả cái người không liên quan nữa. Ôi nhiều chứ anh, chúng ta cũng đã thấy những cái tình trạng đó là đưa người ta bị tai nạn giao thông vào cấp cứu và tự nhiên cái cả gia đình của cái người bị nạn đó cứ ngỡ cái người kia là cái người gây ra tội. Mà dù cho họ có là người gây ra tội thì cái sự nóng vội, em rất tâm đắc với một cái từ mà anh Toàn đã sử dụng, đó là từ nóng vội. Bởi vì sao? Em sẽ quay ngược lại cái câu hỏi đầu chương trình hỏi em là giờ sao giúp không? Chính xác. Giúp ai đó không? Hoặc là bây giờ có lên tiếng không? Và câu chuyện ngày hôm nay nó khởi đầu từ một cái việc đó là tôi thấy chuyện bất bình, tôi góp ý. Dạ. Nhưng cái sự nóng vội á, nó chính là cái gọi là cái chất liệu để nó kích động mọi câu chuyện ngày hôm nay. Rõ ràng là cái người hàng xóm cũng đã nóng vội khi không chờ đợi cái sự bình tĩnh của cái người bên kia. Dạ. Là cái người mà quạo chứ mới sửa đồ ngày hôm qua. Đó. Mà có đâu mà ngày hôm nay nó hư nữa. Thì đúng. Mình cũng giận đúng, chứ. Có nghĩa là trong cái việc mà tôi sử dụng dịch vụ như vậy tôi cảm thấy tôi bị lừa, tôi bị bực bội. Cho nên là tôi phải trút ra cái tự nhiên bây giờ góp ý vậy, cái giống như là tôi bị nhỏ nhen hoặc là tôi vô lý. Mà thực ra có nhỏ nhen thiệt chứ không phải là không. Nhưng tôi đang giận. Thì cái việc mà mình góp ý một cái người mà họ đang ở trong một cái tình trạng không được bình tĩnh, từ bình tĩnh cảm xúc cho đến những cái khả năng nhận thức khác, hoặc là họ không bình tĩnh vì họ có bia rượu, tất cả những cái điều đó nó đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Nhưng mà vì nóng vội, vì muốn gọi là chỉnh đốn liền, cho nên là người kia họ không có tiếp nhận cái ý tốt đó. Rồi lại vì nóng vội mà thay vì chuyện người lớn thì để ở đây đi không, gọi con trai về. Rồi anh con trai cũng vì nóng vội mà không có tìm hiểu kỹ ngọn ngành câu chuyện. Và đặc biệt một điều đó là gì? Đó là ảnh chọn một cái đối tượng để ảnh trút toàn bộ những cái uất ức, những cái cảm xúc, những cái gọi là những cái cơn phẫn nộ của ảnh. Nó rất là sai trái, nó không hề liên quan. Cho nên là chúng ta thấy rằng là thực sự thì cái sự bình tĩnh á, chúng ta vẫn hay khuyên nhau là nên bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Thì mọi người nói là khó bình tĩnh như lắm khó nên mới khuyên. Chứ nếu như bây giờ cái chuyện bình tĩnh đẻ ra là ai cũng bình tĩnh thì nó không, vốn nó không thành lời khuyên, và nó vốn cũng không thành cái lời nhắc nhở mà chúng ta nhắc nhau mỗi ngày. Và đừng viện lý do là bị khó bình tĩnh để rồi mình được quyền cho phép cái bản năng trong con người của mình nó hành xử. Cho nên cái vấn đề ở đây chúng ta thấy là bình tĩnh làm việc, và mình chọn cái quyết định ngồi xuống đối thoại hơn là đối đầu. Dạ. Tao nói ví dụ như anh con, anh sáng suốt hơn, tức là đi qua và nói chú ơi tại sao lại như thế. Dạ. Và thậm chí cái anh thợ sửa cái quạt, anh cũng có thể bình tĩnh, anh nói có thể là do nó bị trục trặc một cái gì đó, nó lỗi đó, thì đưa đây tôi sửa lại. Là câu chuyện nó sẽ khác. Nhưng mọi người lại không có bình tĩnh để đối thoại và cứ cân lên và mình đối đầu. Tôi làm đúng, tôi không thể làm người thợ tồi, tôi không thể sửa cái quạt mà hôm nay mới sửa ngày mai nó đã hư. Đó. Và ông kia cũng cân lên là tao không có nói láo, tao không phải là một người đơm đặt cho cái anh thợ này. Để cho nó cuối cùng dẫn tới cái xô xát như thế, thì rõ ràng là chúng ta thấy nó có quá nhiều vấn đề đúng để chúng ta cần phải thực hiện. Với câu chuyện ngày hôm nay, mặc dù chúng tôi nói rất nhiều về hai chữ đơn giản, đó là bình tĩnh và đừng có nóng vội, tuy nhiên nó không phải là câu chuyện đơn lẻ. Để có thể thực hiện được điều này, thực sự chúng ta cần rất là nhiều những cái năng lực khác. Và đó là lý do mà trong trường hợp quý vị vẫn cảm thấy mình cũng hơi bị mất bình tĩnh, mình chưa có kịp bình tĩnh, mình vẫn là người nóng vội, thì hãy kiên nhẫn với chính bản thân mình và hãy bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất để chúng ta rèn cho mình một cái năng lực thực sự về cái câu chuyện đó, là mình có thể bình thản và phân định tất cả những cái thông tin nó đến với mình mỗi ngày trong nhiều sự việc khác nhau để mình chọn được cái hành xử đúng nhất có thể và không để lại những cái hậu quả đáng tiếc. Và đó là những điều chia sẻ mà chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án chúng tôi mong muốn là qua mỗi chương trình sẽ mang đến cho quý vị những cái thông điệp trong cuộc sống quý vị nhé. Vẫn là câu nói quen thuộc mà anh em chúng tôi vừa trao đổi, hãy bình tĩnh để chúng ta đừng bao giờ nói là giá như hay phải chi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Và cảm ơn sự rất bình tĩnh của Cơ Nha trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Vì toàn bộ miếng đất đó là của tao, trước khi ba mất đã hứa là cho tao rồi. Nhưng mà tao báo cho mày biết, đừng bao giờ mơ mà đụng tới miếng đất đó. Thôi con, không ai. Má, nó đánh con kìa. Ở đây nó mất chạy với con không? Dù gì nó cũng là em mày.